các bạn, cách đây 4 tháng mình có đến Mega Gangnam làm dịch vụ căng chỉ Mega Fiber cho da mặt. Như mình đã có chia sẻ hành trình từ A đến Z ở các clip trước, bạn tham khảo lại nha. Và đây là ngày Zero mình mới làm xong, sưng khá là nhiều. Qua ngày thứ 3 thì nó căng bóng và mịn hơn nhiều phải không? Và đây là mình sau 4 tháng. Các bạn có thể thấy được là da mặt của mình bây giờ rất là căng bóng mịn đúng không nè. Những cái vết tàn nhang nó đã mờ hơn hẳn. Và những cái nếp nhăn ở đuôi mắt của mình nó hạn chế đi rất là nhiều khi mà mình cười. Và nhất là cái rãnh cười ngay chỗ này của mình nó đã được lấp đầy rồi nè các bạn. Nó làm cho tổng thể khuôn mặt của mình nhìn trẻ trung hơn so với độ tuổi của mình là 41 tuổi nha. Thì hôm nay mình cố tình là không có trang điểm gì cả, chỉ có một xíu xíu son thôi để cho các bạn thấy được phản ánh thực tình trạng da của mình như thế nào, để các bạn có thể tự tin đi làm nha. Thì do là mình giới thiệu khá là nhiều khách hàng tới Mega Gangnam làm nên là họ đã ưu ái cho mình một cái mã được giảm 50% cho những bạn nào mà đến sau này làm. Thì mấy bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình thì mình sẽ cung cấp cái mã đó cho bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn liên hệ với tổng đài thì không được giảm nhiều như vậy đâu nha. Giống như mình, lần đầu tiên mình tới mình làm mình không biết, mình đã liên hệ với tổng đài và phải trả với lại nguyên giá thì khá là mắc nha. Thì hôm nay đã kết thúc cái video clip này của mình. Nếu mà các bạn muốn chia sẻ về cái hành trình trải nghiệm làm căng chỉ Mega Fiber ở Mega Gangnam như thế nào thì cứ nhắn tin cho mình sẽ chia sẻ tận tình những gì mà mình biết cho các bạn nha. Nếu bạn cảm thấy clip này bổ ích thì hãy follow và chia sẻ clip này cho bạn bè của bạn cùng biết đến với nha. Cảm ơn, bye bye.